Clip này làm ra lúc mắt mở tay mỏi chân run, chưa tự bước ra khỏi giường bệnh, nên là like đi, hay lắm thề. Kỷ niệm theo gg.com, nó biểu thị cho những giá trị, sức mạnh lớn lao trong cuộc sống. Ai trên đời mà chả có những kỷ niệm ngày nhỏ, đi chợ mè nheo từ đầu chợ đến cuối chỗ để xe, đòi bằng được một cái đĩa siêu nhân đem về, và cuối cùng phải chọn giữa cái băng và cái đít thì tôi cũng ngậm ngùi chọn với hai chứ đéo thắng được các bạn ạ. Trở lại thực tại thì nếu ở Việt Nam, cao nó là một hiện tượng tạo nên toàn cõi Tokubu thì tại quê nhà Nhật Bản, người làm được điều này lại chính là chiến đội thứ 26, Haji Sanger, vì lý do đó họ mới có đủ tự tin lấy đó làm cột mốc khai sinh cho cái series Vincent kỷ niệm 10 năm của họ, mà cảm thấy 10 năm là hơi ít nên giờ chính nó tạo nên chuỗi series mới tận 20 năm sau. Ngày trước tôi gọi đó là kỷ niệm, còn giờ đây chắc là hút máu vì cái Vincent mới này sẽ được công chiếu vào năm sau, 21 năm kèm một set Memorial Shinobi Grey, anh em gao trong hang kiểu. Nội dung phim, cả nhóm Tật Phong và Tấn Lôi bị quăng về quá khứ thời kỳ Nhật cổ, khéo lại một pha phát timeline, khai sinh mẹ ra cả hai môn phái kèm mấy cái máy biến hình sau này con cháu vẫn đang xài. Ui thế thì nó lại có cười 2.0 mẹ luôn, đùa, đối đầu với giáo chủ động bàn tơ cùng với một bộ skin mới đét ngầu hết nước chấm. Cái phi tiêu mới dùng để up form này theo tôi nhớ tên nó là Hoedo Shuriken, ta chưa biết đây là Yosuke hay là cụ tổ của anh ở thời kỳ đó. Nhìn trang phục nom giống các samurai hơn là ninja thì đúng hơn, giờ mà làm quạp lót chính các cụ phong ấn Dokoku thì... Phim sẽ được chiếu vào năm sau, 2023, qua ké 20 năm của chiến đội khủng long và các bạn biết hết rồi đấy, chào mừng Vincent 20 năm Abaranger luôn, đây rồi. Tôi thì chỉ xem mỗi người anh em của nó ở bên kia bán cầu mà thôi, bọn này có gì hay, anh em recommend cho tôi biết phát, mới có mỗi cái teaser thôi chứ không nhiều thông tin như người đằng trước, nội dung có thể chê nhưng suốt của phim này thì cũng đẹp khỏi bàn, lại người chơi hệ dung hợp, à, năm màu của cả năm người họ tập hợp lại, tạo thành Super Aberrate Red, tổ thiết kế Toei khi làm suốt kỷ niệm cho Sentai, cũng là họ nhưng làm cho Rider, mà nó cười vồn, để xem chiến đội skip bỏ đợt 10 năm sẽ có gì cho nó bùng nổ hơn nào, niềm vui đến đấy đã dừng được chưa? Xin phép nói chưa vì còn 20 năm Dekaranger được thông báo chô, ngon, hú hú, được đánh giá là đội có phần phim 10 năm hay nhất tính đến hiện tại, chưa có gì cho họ ngoài công bố đó cả. Phim sẽ đợi ra mắt đúng dịp kỷ niệm 20 năm của mình vào năm 2024, có theo hai người đi trước sâu form mới cùng một cái máy Memorial nữa không nhỉ? Nghe cũng đau đấy nhưng có phim xem thì cứ là mừng chứ. Giờ thì đã hết video, like, share và sắp rồi kiếm cái gì đó để khe gao đê thôi, hẹn gặp lại mọi người.